Thầy xin mến chào các em đã quay trở lại kênh YouTube của thầy. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục đến với bài giảng đó là bài giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11 ở môn toán lớp 4 trang 70 nhé các em. Bây giờ thầy mời các em bước vào bài giảng của thầy. Rồi đầu tiên thầy có phép tính nhân đó là 27 nhân với 11. Thì thầy sẽ đi đặt tính như sau. Khi thực hiện phép tính nhân thì các em cần lưu ý chúng ta thực hiện nhân từ phải sang trái nha các em. Đầu tiên thầy sẽ lấy 11 nhân với à, 7 thì thầy, thầy được 7, 1 nhân 2 thì sẽ được 2, 1 nhân với à, 27 thì thầy sẽ được là 27. Rồi tới tích riêng thứ hai À, thì thầy sẽ viết kết quả của nó dưới tích riêng thứ nhất và lùi sang bên phải à, xin lỗi lùi sang bên trái một cột thì 1 nhân 7 cũng được 7 và 1 nhân 2 cũng được 2 thì được tích riêng thứ hai cũng là 27 rồi, cộng hai tích riêng lại với nhau thì thầy sẽ được kết quả như sau. Thầy sẽ được là 297. Thì đây là một cái số mươi uh, 27 là số có hai chữ số nhân với 11 thì chúng ta thực hiện uh, như thế này. hai uh, tích riêng này đều bằng bao nhiêu đây các em? Uh, rõ ràng chúng ta thấy hai tích riêng này đều bằng 27. Vậy thì khi uh, cộng hai tích riêng ta chỉ cần cộng hai chữ số của 27. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy 2 cộng 7 bằng 9 rồi viết 9 vào giữa à, của chữ số 27. À, từ đó chúng ta có cách nhẩm như sau. À, 2 cộng 7 sẽ bằng 9, à, viết 9 vào giữa à, của à, số 27 thì chúng ta được là 297. À, có nghĩa là như thế này để các em cho dễ hiểu hơn thì sẽ cho các em dễ hình dung hơn à, và dễ hiểu hơn thầy sẽ có cách tính như thế này. Thầy sẽ có 27 nhân với 11 à, Chúng ta 27 nhân với 11 Bây giờ các em đừng có quan tâm đến số 11 vậy đó ha Bây giờ các em chỉ biết là 27 nhân với 11 thôi Thì thầy sẽ tính như thế này Đầu tiên thầy sẽ viết lại số 7 ở hàng đơn vị Đây 27 thầy sẽ viết số 7 ở hàng đơn vị Tiếp theo là thầy sẽ lấy số 2 này cộng với số 7 này 2 cộng 7 thì thầy được 9 Thầy viết 9 ở hàng chục Rồi cuối cùng thầy sẽ viết số 2 rồi cuối cùng thầy sẽ viết số 2 này ở hàng trăm. À, à, thì 27 nhân cho 11 thầy sẽ được là 297. À, thầy nhắc lại một lần nữa ha. À, đây là 27 nhân cho 11. Rồi à, số 7 thầy sẽ viết lại ở hàng đơn vị. Rồi à, tiếp tục thầy sẽ lấy 2 cộng 7 sẽ bằng 9. Thầy viết 9 ở hàng chục. Rồi à, cuối cùng thầy sẽ viết lại số 2 ở hàng trăm thì thầy có là 27 x 11 sẽ bằng là 297. Rồi thầy có bài toán số 2, tính thứ hai đó là 48 nhân với 11. Thì cũng đi đặt tính như sau. 48 x 11 chúng ta sẽ đặt tính thực hiện từ bên phải sang bên trái. 1, tích riêng thứ nhất là 1 nhân cho 48 sẽ bằng 48. Tích riêng thứ hai viết dưới tích riêng thứ nhất và lùi sang bên trái một cột, 1 x 48 cũng bằng 48 cộng 2 tích riêng lại 8 hạ xuống. 4 cộng 8 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 5 thêm 1, 4 thêm 1 nữa là 5. Thì được là 48 x 11 sẽ bằng à 528. Từ đó chúng ta có cách nhẩm là 4 cộng 8 bằng 12. À, viết số 2 vào giữa của số 4, à, số 48 thì à, thì được là 429. À, thêm 1 vào số 4 của 428 thì sẽ được là 520 528. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Thầy có phép tính nhân 48 nhân với 11 ha. Thì thầy sẽ thực hiện tương tự như 27 nhân với 11 lúc nãy. Thầy sẽ viết số 8 à viết số 8 vào à hàng đơn vị. sau đó thầy sẽ lấy 4 cộng 8 ha, 4 cộng 8 sẽ bằng 12, thầy viết 2 và nhớ 1. Lúc này thầy sẽ viết lại số 4 à viết lại số 4 nhưng mà hồi nãy chúng ta nhớ 1 nữa thì chúng ta sẽ thêm vào 1, 4 thêm 1 bằng 5 thì thầy sẽ thêm 5 vào. Vậy 48 nhân 11 sẽ được là 528. Ha, thầy nói lại một lần nữa ha. 48 nhân với 11. Thì thầy viết có kết quả như sau. Đầu tiên, chúng ta nhìn vào số 48, có 8 ở hàng đơn vị và hàng chục là 40 chục. Thầy sẽ viết kết quả lại là viết số 8 ở hàng đơn vị. Tiếp tục là thầy sẽ lấy 4 cộng cho 8 4 cộng 8 bằng 12, thầy sẽ viết 2 và nhớ 1, thầy sẽ viết 2 ở hàng chục. Rồi 4 thầy sẽ viết lại nhưng mà hồi nãy chúng ta còn nhớ 1 thì chúng ta cộng 4 uh, lấy 1 cộng với 4 là được 5, thì thầy sẽ viết 5. Thì 48 cộng 11 thầy sẽ được là 528. À, để khắc sâu kiến thức của các em hơn thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm các bài tập sau. Bài tập thứ nhất, tính nhẩm. 34 nhân với 11 à, 34 nhân với 11 Thầy sẽ viết lại là 4 ở hàng đơn vị nè 3 cộng 4 là bằng 7 nè Thầy viết 7 hàng chục nè Rồi cuối cùng thầy viết số 3 ở hàng trăm nè Vậy 34 nhân với 11 thì thì sẽ có kết quả là 374 nè Tương tự 11 nhân với 95 11 nhân 95 sẽ bằng 95 nhân 11 Đây là tính chất giao hoán của phép tính nhân ha Vậy thầy sẽ viết số 5 ở hàng đơn vị nè Tiếp đó thầy sẽ lấy 9 cộng 5 sẽ bằng 14, thầy viết 4 và nhớ 1 nè. À, 9 thầy viết lại và thầy nhớ hồi nãy 1 thì thầy cộng vào 1, 9 cộng 1 bằng 10 thì thầy sẽ viết 10 nè. Đó. Rồi ở cái tính nhẩm đầu tiên này chúng ta không có nhớ, còn tính nhẩm thứ hai này chúng ta có nhớ ha. Rồi tiếp độ câu cuối cùng là 82 x 11. À, 82 x 11 nè, 82 này ha, thầy sẽ viết 2 ở hàng đơn vị. 8 cộng 2 là 10, thầy sẽ viết 0 nhớ 1. 8 thầy viết lại và cộng thêm 1 nữa là bằng 9, thầy viết 9. 82 nhân 11 sẽ bằng 902. Rất là dễ thực hiện ha. Ờ, bài số 2 chính là bài tìm x. Ở câu A, x chia cho 11 bằng 25. Ờ, ở đây chúng ta x đây là số số bị chia, 11 là số chia và 25 chính là thương. Ờ, muốn tìm số bị chia, chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Thương lúc này là 25, số chỉ là 11. Chúng ta sẽ lấy 25 x 11. X bằng 25 x 11. À, chúng ta thực hiện là à, kết quả là chúng ta sẽ viết 5 ở hàng đơn vị nè. 2 cộng 5 bằng 7 viết hàng chục và viết số 2 ở hàng trăm nè là 275. Câu B à, cũng tương tự như câu A cũng đi tìm số bị chia sẽ lấy thương nhân với số chia. X sẽ bằng 78 x 11. À, kết quả nè 8 ở hàng đơn vị nè. Rồi 7 cộng 8 là 15 viết 5 ở hàng chục nè. Rồi 7 thêm 1 nữa là 8 là 858 nè. Rất là dễ ha. Rồi chúng ta cùng sang bài toán số 3. Khối lớp 4 xếp thành 17 hàng. Mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp thành 15 hàng. Mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh. À thầy tóm tắt bài toán như sau nha. À, khối lớp 4 thì xếp thành 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Khối lớp 5 thì xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng 11 học sinh. Người ta hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh. Ờ à, để làm được bài toán này thì chúng ta sẽ tìm số học sinh của khối 4, sau đó tìm số học sinh của khối 5 và lấy số học sinh của khối 4 cộng với số học sinh của khối 5 sẽ ra số học sinh của cả hai khối. Vậy tìm số học sinh của khối 4 bằng cách nào đây? À, bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. À, chúng ta sẽ lấy 17 nhân với 11. Tại vì có 17 hàng mà mỗi hàng có 11 học sinh. Chúng ta sẽ lấy 17 nhân với 11. Sẽ ra số học sinh khối 4. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm số học sinh của khối 5. Khối 5 thì có 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Thì chúng ta sẽ lấy 15 nhân với 11 và cuối cùng chúng ta sẽ tìm số học sinh của cả hai khối, chúng ta sẽ lấy số học sinh khối 4 cộng với số học sinh của khối 5. Ở sau đây thầy có bài giảng chi tiết như sau. Bài giải chi tiết như sau. À đầu tiên thầy sẽ đi tìm số học sinh của khối 4. Thầy sẽ lấy là 11 nhân cho 17. À 7 thầy viết lại nè. Ờ à, 1 cộng 7 là 8 nè, 1 thầy viết lại là, là được 178 học sinh. Tiếp theo là thầy sẽ tìm số học sinh của khối 5. Thầy sẽ lấy 11 nhân cho 15 hoặc 15 nhân cho 11 thì kết quả là 5 thì viết ở hàng đơn vị nè 1 cộng 5 là 6 viết hàng chục nè và 1 viết lại hàng trăm nè thì thì được là 165 học sinh lời giải cuối cùng chính là số học sinh của cả hai khối thì sẽ lấy 187 cộng cho 165 thì thì được số học sinh của cả hai khối là 352 học sinh và đáp số là 352 học sinh Tiếp theo chúng ta đến bài toán số 4. Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người. Phòng họp A À xin lỗi, phòng họp B. Phòng họp B. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người. Rồi, chúng ta sẽ xem câu nào đúng thì chúng ta ghi câu chữ đờ vào và câu nào sai chúng ta ghi sờ vào ha. Rồi, thầy có tất cả bốn câu A, B, C, D chúng ta sẽ đọc à, lần lượt từng câu thì chúng ta sẽ làm ha. Câu A, phòng hợp A có nhiều người hơn phòng hợp B. Rồi, câu B, phòng hợp A có nhiều Ờ à, xin lỗi. Câu A là phòng họp A có nhiều người. Hơn phòng họp B 9 người. Câu B, phòng họp A nhiều hơn phòng họp B 6 người. Câu C, phòng họp A ít hơn phòng họp B 6 người. Và câu D, hai phòng họp có số người như nhau. Đâu các em thử tính xem, các em bấm dừng video và thử tính xem cho thầy câu nào đúng và câu nào sai rồi sẽ trả lời cho thầy biết ha. Rồi thời gian đã hết. À, sau đây là đáp án của thầy các em xem đáp án của thầy có trùng khớp với đáp án của các em không nha. Rồi câu A, phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B chín người. Vậy thì chúng ta sẽ tính ngay phòng họp A có bao nhiêu người. Phòng A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế là 11 người thì chúng ta sẽ lấy 12 x 11. Chúng ta sẽ lấy 12 x 11 ha. À, chúng ta sẽ có là 12 nhân với 11 thì ra phòng hợp A sẽ có là 132 người phòng hợp B có 14 giải ghế mỗi giải ghế 9 người thì chúng ta sẽ lấy 14 nhân cho 9 thì phòng hợp B sẽ ra là 126 người à, 132 trừ 126 sẽ ra 6 người mà câu A là phòng hợp A nhiều hơn phòng hợp B 9 người thì đáp án A là đáp án chưa đúng Tiếp tục câu B, Phòng hợp A nhiều hơn phòng hợp B 6 người. À, nãy chúng ta đã tính rồi, phòng hợp A là có 132 người. Phòng hợp B có 126 người. Thì phòng hợp A sẽ nhiều hơn phòng hợp B 6 người. Nên đáp án B chính là đáp án chính xác, đáp án đúng. Câu C. À, phòng hợp A ít hơn phòng hợp B 6 người. À, do câu B chúng ta đúng rồi nên không thể nào câu C nó đúng được. Tại vì câu B là đó, phòng hợp A nhiều hơn phòng hợp B 6 người mà câu C là phòng hợp A ít hơn phòng hợp B 6 người nên là đáp án này đáp án không đúng. Và câu cuối cùng hai phòng hợp có số người bằng nhau. À, phòng hợp A là có 132 người rồi. Phòng hợp B có 126 người. À, 126 và 132 là nó khác nhau. Nên không có số người giống nhau nên câu D cũng là câu sai. Vậy trong bốn câu A, B, C, D à, chỉ có câu B là đáp án đúng. Là câu đúng thôi nhé các em. Rồi sau đây thầy có một số câu hỏi để à, kiểm tra cái sự nhạy bén cũng như là làm bài nhanh của chúng ta ha. Thầy sẽ cho các em thời gian là 10 giây làm bài. Thầy sẽ đếm từ 1 đến 10. À, trong thời gian 10 giây mà bạn nào làm bài nhanh chính là những các bạn à, học tốt trong tiết học hôm nay đó ha. Rồi bạn hãy chọn đáp án đúng. Rồi, 61 x 11, thời gian 10 giây của thầy ha. 1 2 3 4

9 10 hết giờ và đáp án của thầy chính là A 56 x 11 sẽ bằng 616. À tiết dạy của thầy đến đây là hết. À, nếu các em thấy bổ ích hãy đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận được những bài giảng sớm nhất của thầy. Thì chúc các em chăm ngoan học tốt à, và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau của của thầy. Bây giờ thầy xin chào và hẹn gặp lại các em.